Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy bơm ly tâm hóa chất đầu nhựa chuyên dùng để bơm hút vận chuyển các loại hóa chất có tính an toàn cao như là axit, nước muối, nước biển, vân vân. Motor sẽ là motor Siemens, công suất là 2,2 kW, 3 HP, 3 ngựa. Sau đây sẽ là tem của motor. Suất 2,2 3 HP. Sử dụng điện 3 pha 180V. Giờ ampere định mức này. Sự bảo vệ các nước kháng bụi IP55. Chế độ động viên liên tục S1. Chuyên nhiệt điều mà cấp F. Đây sẽ là phần đầu bơm. Ở phía dưới này sẽ là phần ống hút. Còn trên này sẽ là phần ống xả nhé. Đây là cái phốt bơm. Sau đây là hình ảnh bên trong phòng cực điện motor. Và phía dưới nó phòng cực sẽ có sơ đồ đấu điện nha. Thì để vận hành thì chúng ta chỉ cần đấu điện 3 pha 380 và vào vị trí này để vận hành. Quý khách cần có thắc mắc gì thêm có thể liên hệ với công ty chúng tôi được để tư vấn nha. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều loại công suất như là 1,1 kW, 1,5 kW.